Tôi đang xin chào tất cả các bạn click vào video của mình. Các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây là mẫu xe Yamaha R15V4 phiên bản mới nhất năm 2024 các bạn nha. Một phiên bản màu sắc đen bóng rất đẹp luôn. Và ngày hôm nay mình đang có mặt tại Yamaha Mạnh Đạt 1 với địa chỉ cụ thể ở đường Điện Biên Phủ, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, trên đường 58m đối diện với siêu thị Châu Tuấn, để có thể review chi tiết về mẫu xe này, báo giá cụ thể trong thời điểm cuối tháng 11 năm 2024. Để với những bạn nào đang quan tâm muốn tìm mua tới mẫu xe ở đây, các bạn có thể tham khảo thông qua video của mình. Sau đây thì mời các bạn cùng theo dõi trên màn hình. Rồi các bạn có thể theo dõi trên màn hình ở đây, mình sẽ đi review chi tiết về mẫu xe R15V4, một phiên bản với màu sắc đen bóng. Ngoài màu xanh bóng ra thì R15V4 còn có một màu sắc nữa là phiên bản màu xanh GP, với một tổng thể thiết kế mang tính khí động học cao, mang đến trải nghiệm lái tuyệt vời khi di chuyển ở tốc độ cao. Phiên bản mới này thì thể thao hơn, với những cái tạo hình thiết kế thừa hưởng từ mẫu xe R7, các bạn có thể lưu ý như vậy. Đặc biệt nhất ấy, các bạn có thể nhìn cận cảnh trên màn hình. Với những tùy chọn ở R15M sẽ có thêm hệ thống phanh chống bo cứng ABS nữa các bạn nha, đem đến trải nghiệm mới mẻ hơn. Nhìn cực kỳ hầm hố với một phong cách thiết kế sport bike. Với những bạn nào yêu thích phong cách thể thao, các bạn có thể lựa chọn dòng xe này hoàn toàn ok. Đây là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với dòng xe Honda CBR 150R của năm 2024. Đặc biệt nhất đến từ vị trí đầu xe đây, các bạn có thể nhìn cận cảnh. Hệ thống đèn chính này dạng bi cầu projector LED ở trung tâm phần đầu xe kết hợp với pha và cốt, sở hữu những cái hiệu năng ánh sáng mạnh mẽ, tối ưu hóa khi tăng khí động học cho xe. Cùng với đó là hệ thống giải đèn LED nhỏ gọn giống như R7 và hai đèn xi nhan tách rời sang hai bên. Thêm nữa là mẫu xe này trang bị hệ thống phanh đĩa vành đúc, cùng với đó là ngàm phanh hai bít tông. Đặc biệt nhất là được trang bị giảm xóc upside down phía trước với màu vàng đồng cực kỳ ấn tượng. Với những phiên bản R15M sẽ được trang bị hệ thống phanh chống bo cứng ABS 2 kênh cho cả bánh trước và bánh sau của xe các bạn nha. Tuy nhiên giá bán của nó sẽ cao hơn gần chục triệu đồng so với phiên bản R15V4 này. Mình thì mình nghĩ rằng với những bạn nào mà đi ở những quãng đường đâu đó km và khoảng tầm mà dưới 60-70 km/h thì mình nghĩ các bạn sử dụng xăng phanh bình thường là hoàn toàn ok rồi. Khối động cơ hiện tại của xe nó ngang ngửa so với những mẫu xe như MT15 hay là dòng xe XS155R. Trang bị màn hình Full LCD, các bạn có thể nhìn cận cảnh ở đây. Kính chắn gió phía trên. Chìa khóa hiện tại vẫn chỉ là chìa khóa thường thôi các bạn nha. Tắt bật động cơ, tắt bật đèn haza, bát sinh xin vượt đều được trang bị đầy đủ. Với bình xăng lớn, dung tích là 11 lít. Cùng khả năng tiết kiệm nhiên liệu của nó khi chỉ ăn xăng ở mức là 2,29 lít trên 100 km. Trang bị cả đĩa trước, đĩa sau. Thiết kế vị trí ngồi của người lái cũng như người ngồi phía sau nó sẽ tách biệt ra, nhìn cực kỳ ok. Hệ thống đèn hậu cũng được trang bị bóng LED, tuy nhiên hai đèn xi nhan được làm mà chìa sang hai bên, trang bị bóng halogen thôi các bạn nha. Hầu hết các mẫu xe của Yamaha hiện tại thì đèn xi nhan vẫn đang trang bị bóng halogen là chính. Với trọng lượng hiện tại của xe là 137 kg, ngang ngửa so với dòng xe CBR 150R. Đi cùng với đó, độ cao gầm xe ở mức lên tới là 170mm và cái điều độ cao yên xe ở mức là 815mm các bạn nha. Cận cảnh cụ thể mọi góc độ để các bạn có thể tham khảo. Đặc biệt nhất là mẫu xe này nó cho ra cái công suất lên tới 19,3 mã lực tại vòng tua 10.000 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại là 14,7 Nm tại 8.500 vòng trên phút. Với tỷ số nén 11,6:1, mình khuyên cho các bạn nha, đổ xăng A95 làm nhiên liệu cho mẫu xe này. Dù khối động cơ ngang ngửa với Exciter ấy, tuy nhiên thì mẫu xe nó sẽ cho ra công suất men xoắn lớn hơn Exciter phiên bản 105 và ngang ngửa với dòng xe MT15 và dòng xe XS155R. Nên mình có thể chia sẻ thêm một số thông tin như vậy. Kích thước lốp trước rất là to luôn, 100/80/17 và lốp sau là 140/70/17. Đủ để các bạn có thể trải nghiệm mọi cung đường khác nhau với dàn chân của xe các bạn nha. Trong thời điểm hiện tại thì mẫu xe R15V4 các bạn đang theo dõi trên màn hình vẫn đang duy trì mức giá bán là 78 triệu đồng các bạn nha, ngang bằng giá bán đề xuất của hãng. Vẫn 78 triệu đồng cho hai màu sắc là màu xanh GP và phiên bản màu đen bóng các bạn đang theo dõi. Những phiên bản này sẽ được trang bị cặp phuộc phía trước được sơn màu vàng đồng để tạo điểm nhấn. Còn đối với các phiên bản R15M, R15M thì hiện tại nó sẽ có duy nhất với hai phiên bản chính thôi, là cái phiên bản R15M với màu bạc và R15M Mercedes.
Tuy nhiên thì những cái phiên bản kỷ niệm 60 năm cũng có nhưng rất ít hàng các bạn nha. Gần như lâu lắm rồi không thấy xuất hiện phiên bản 60 năm nữa, phiên bản kỷ niệm của Dodo MotoGP. Giá bán của những phiên bản R15M vẫn đang duy trì ở mức là 86 triệu cho cái mẫu xe R15M. Các bạn có thể theo dõi thêm như mình như vậy. Nó sẽ được trang bị thêm hệ thống phanh chống bó cứng ABS, êm ái hơn, ok hơn. Cùng với đó là công nghệ sang số nhanh Quick Ship giúp người lái có thể chuyển số mà không cần là phải cắt côn này. Qua đó rút ngắn thời gian sang số và cải thiện như duy trì được khả năng tăng tốc hơn. Công nghệ này sẽ kích hoạt tại vận tốc khoảng tầm 20 km/h các bạn nha. Và vòng tua máy đạt đâu đó vào khoảng tầm 2000 vòng tua máy trên phút. Đấy, các bạn có thể lưu ý thêm một số điểm nhấn như vậy với cái công nghệ Quick Ship như vậy. Còn kết nối Bluetooth ấy, thì chiếc xe này cũng được trang bị đầy đủ, giúp cho các bạn nhận thông báo từ điện thoại qua trong khi lái này và theo dõi tình trạng của xe tốt hơn thông qua cái ứng dụng Y-Connect của Yamaha Motor Việt Nam. Đó là một số chia sẻ thêm để các bạn có thể lưu ý. Với những bạn nào quan tâm tới dòng xe này, các bạn đến trực tiếp đại lý để xem xe. Mình quay cận cảnh tại Yamaha Mạnh Đạt 1 với địa chỉ đường Điện Biên Phủ, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, trên đường 58m, đối diện với siêu thị Châu Tuấn. Hoặc các bạn có thể thông qua số điện thoại của anh Mạnh là giám đốc số điện thoại 0983154222 sẽ anh tư vấn cụ thể về dòng xe này các bạn nha. Toàn bộ giá bán đã bao gồm thuế VAT, chỉ chưa bao gồm đăng ký mà thôi. Rồi, các số này của mình, nếu hay các bạn nhớ like, chia sẻ, đăng ký nhiều hơn nữa để ủng hộ kênh Top 5 các bạn nha. Xin chào và hẹn các bạn ở những video tiếp theo.